Siêu phẩm máy lọc nước Purit Delica mới, nước sạch thông minh tiên phong xu hướng mới. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập 3 đoàn công tác giám sát những hoạt động kinh doanh xăng dầu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tổng cục Quản lý thị trường cho biết đoàn công tác vừa tiến hành giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Kết quả tại ba địa phương này xuất hiện tình trạng một số cửa hàng hết mặt hàng xăng RON 95. Đặc biệt tại Thái Nguyên, nhiều doanh nghiệp đã xin nghỉ bán xăng RON 95 vì không có nguồn hàng và chiết khấu thấp. Cụ thể tại Hà Nội, đoàn đã giám sát 21 cửa hàng xăng dầu, trong đó tại cửa hàng xăng dầu số 2 của công ty cổ phần Nam Hồng ở đường Bắc Thăng Long, nội bài, huyện Đông Anh đã hết mặt hàng xăng, chỉ còn kinh doanh dầu. Quản lý thị trường đang xác định rõ lý do vì sao mà không có hàng để bán, do thiếu nguồn cung hay do hàng về không kịp. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 6 cửa hàng đã được kiểm tra, trong đó có 3 cửa hàng thông báo hết mặt hàng xăng RON 95. Còn các mặt hàng khác, cửa hàng vẫn bán bình thường, không hạn chế số lượng bán ra cũng như thời gian bán hàng. Tại Thái Nguyên, trong ngày 3 tháng 9, đoàn kiểm tra 10 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Tại đây, tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định, có một vài cửa hàng chỉ bán một loại xăng E5 RON 92 hoặc là RON 95, do một cột bơm bị hỏng. Ngày mai mùng 5 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều hành giá xăng dầu trong nước. Với diễn biến giá thế giới thì tại kỳ điều hành ngày mai, giá xăng có thể giảm từ 200 đến 300 đồng một lít. Trong khi đó, dầu được dự báo sẽ tăng mạnh khoảng 1.800 đồng tới 2.000 đồng một lít. Tuy nhiên, giá xăng ngày mai tăng hay giảm thì còn phụ thuộc vào việc cơ quan điều hành trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu như thế nào.